Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức mới. Ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay. Nhận nuôi con gái ốm yếu ở ga tàu, 20 năm sau, đôi vợ chồng già được trả ơn xứng đáng. Những ngày đầu đông tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc như năm 1991, một đứa trẻ khoảng hơn 1 tuổi đã bị bỏ lại nhà ga thành phố. Đứa bé thậm chí còn không khóc vì tình trạng sức khỏe đang rất yếu. Trong khi nhiều người còn đang loay hoay không biết nên xử lý tình huống này thế nào, thì bất ngờ một cặp vợ chồng già là Sun Xixian và Gu Shizhu tiến đến và đề nghị đưa đứa trẻ tới bệnh viện. Sau khi hoàn tất các bước kiểm tra, cô bé được các bác sĩ kết luận mắc chứng viêm phổi cấp. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cha mẹ đẻ bỏ bé, bởi chi phí chữa trị ở thời điểm ấy không hề rẻ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng già khi đó đã không từ bỏ hy vọng để mang lại sự sống cho đứa trẻ này. Họ thậm chí đã quỳ xuống van xin bác sĩ hãy cứu lấy đứa bé. Còn về phần mình, cả hai đều chạy vạy khắp nơi để mượn tiền chữa trị. Cuối cùng, sau nhiều cố gắng, cô bé được cứu sống trong niềm hân hoan của cả hai vợ chồng. Do bản thân cũng không hề có con cái, họ xin ý kiến của chính quyền địa phương để nhận luôn đứa trẻ làm con nuôi. Nhận thấy đây là một hành động ý nghĩa nên mong muốn của đôi vợ chồng nhanh chóng được thông qua. Những ngày tháng sau đó, họ chịu trách nhiệm nuôi nấng đứa trẻ và đặt tên cho cô bé là Xiao Yu. Do tuổi cũng đã nhiều, hai ông bà lại không có công việc ổn định mà chỉ làm những việc lặt vặt gần nhà. Ai mướn gì làm nấy, thậm chí có thời gian đôi vợ chồng đã phải đi nhặt rác bán phế liệu để lấy tiền. Cuộc sống tuy nhiều khó khăn, song cô bé Xiao Yu vẫn được lớn lên trong vòng tay đầy tình thương của hai ông bà. Hàng xóm và chính quyền cũng thay nhau hỗ trợ để cô bé có tiền đi học. Không phụ lòng cha mẹ, Xiao Yu học hành giỏi giang khi liên tục đứng trong top đầu của trường. Không những thế, trong khi ở tầm tuổi cô bé, những đứa trẻ khác còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để xin tiền tiêu vặt từ cha mẹ, thì Xiao Yu đã thấu hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ nuôi. Cứ sau mỗi giờ học, cô bé đều phụ giúp họ công việc thu gom đồng nát để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống. Cứ ngỡ tháng ngày trôi qua êm đềm, thì tới năm học cuối cấp 2, cha nuôi của Xiao Yu đổ bệnh ốm nặng, mẹ nuôi không lâu sau đó cũng gặp một tai nạn và bị chấn thương vĩnh viễn ở chân. Vậy là cô bé non nớt giờ đây phải sống mạnh mẽ như trụ cột chính trong gia đình. Ngoài việc học, Xiao Yu còn phải chăm sóc cho cả cha lẫn mẹ. Suốt 3 năm cấp 3, dù tất bật với cuộc sống vất vả, song chưa một lần nào Xiao Yu để thành tích học tập sa sút. Kết thúc 3 năm trung học, cơ hội thay đổi cuộc sống lúc này đang mở rộng trước mắt cô khi cánh cửa đại học đang ở rất gần, chỉ cần trải qua một kỳ thi nữa là điều đó sẽ thành hiện thực. Nhưng rồi một lần nữa biến cố ập đến. Sức khỏe của cha nuôi Xiao Yu ngày một yếu dần và ông đã mãi mãi bỏ lại cô cùng mẹ nuôi chỉ vài ngày trước khi cô bé bước vào kỳ thi đại học. Điều này khiến Xiao Yu dường như chẳng còn tâm trí nào để tập trung cho kỳ thi. Kết quả là cô đã để trượt kỳ thi đại học. Thế nhưng không chịu bỏ cuộc, Xiao Yu quyết tâm thi lại vào năm sau. Cùng thời điểm đó, do những gánh nặng tuổi tác cùng với việc mất đi chồng, mẹ nuôi của Xiao Yu mắc phải hội chứng Alzheimer, một căn bệnh khiến người già mất đi trí nhớ và không được tỉnh táo. Điều này khiến cuộc sống của cô gái trẻ vốn đã vất vả, nay lại càng thêm phần khó khăn hơn. Song với tình thương và sự cố gắng, cô vẫn chăm sóc tốt cho mẹ sau khi cha mất. Biến khó khăn thành động lực, sau một năm ôn luyện vất vả, Xiao Yu đã sẵn sàng cho kỳ thi đại học. Cô bé tự tin là lần thi này cô sẽ hiện thực hóa được giấc mơ đã ấp ủ suốt bấy lâu nay. Và không phụ lòng kỳ vọng, cô bé đã thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa Tây Bắc, hoàn thành quá trình học thạc sĩ tại đây. Năm 2015, cô được nhận vào học tiến sĩ tại Trường Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh. Xiao Yu vừa mới tốt nghiệp năm 2019 vừa rồi và hân hoan hơn nữa khi trong ngày lễ tốt nghiệp có sự hiện diện của mẹ nuôi cô. Giờ đây khi đã ra trường và có công việc ổn định cùng mức thu nhập đáng mơ ước, Xiao Yu vẫn ngày ngày phụng dưỡng mẹ nuôi như một cách trả ơn bà vì năm xưa đã cứu cô khỏi bàn tay tử thần. Trong khi chính cha mẹ ruột đã bỏ cô lại ở ga tàu thì cha mẹ nuôi vẫn hết lòng yêu thương cô. Trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Xiao Yu cho biết có lẽ điều hối tiếc nhất của cô đó là chưa thể báo hiếu được người cha nuôi ngày nào. Ông đổ bệnh và mất sớm, điều đó làm cho bản thân cô gái trẻ vẫn luôn day dứt trong lòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.